Vụ kiện của Lý Tử Thất, KOL cắm mặt làm video 5 năm trời cho công ty hốt bạc rồi mất luôn quyền sở hữu tên. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà tên tuổi của Lý Tử Thất còn được biết đến ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mới đây thì nhiều cộng đồng mạng đã thở phào nhẹ nhõm trước thông tin nữ YouTuber và công ty quản lý đã đạt được thỏa thuận sau một thời gian dài kiện tụng. Được biết trước đó sau 4 năm tự làm video trên mạng xã hội, Lý Tử Thất đã bắt đầu có chút tiếng tăm và lọt vào tầm ngắm của CEO Lưu Đồng Minh cùng với công ty Vô Niệm Hàng Châu. Năm 2016 thì hai bên bắt đầu chính thức hợp tác. Theo đó thì tên nữ đồng quê chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, còn Vô Niệm Hàng Châu thì cung cấp dịch vụ quảng cáo và đẩy mạnh tên tuổi. Không rõ nội dung chi tiết trong hợp đồng như thế nào, thế nhưng Lý Tử Thất vẫn được gọi là nô lệ của ngành KOL. Trong suốt 5 năm trời làm việc dưới sự quản lý của công ty, cô chỉ biết cắm cúi làm video, gây dựng tiếng tăm và đem về nguồn thu lớn cho công ty. Nói theo cách khác thì Lý Tử Thất bị bóc lột sức lao động và danh tiếng. Ngay từ đầu thì Vô Niệm Hàng Châu đã nhận nhiệm vụ đẩy mạnh tên tuổi của Lý Tử Thất và khi đó thì cô cũng không quá bận tâm người khác làm gì với thương hiệu của mình. Đến lúc Lý Tử Thất nhận ra vấn đề thì đã quá muộn, tên của cô đã được đăng ký nhãn hiệu cho hơn 200 nhãn hiệu và tất cả thì đều thuộc công ty. Điều này có nghĩa là ngay cả khi mà cô tách ra làm riêng thương hiệu mới thì cũng không thể dùng tên của chính mình. Trước khi mọi chuyện vỡ lở, Lý Tử Thất vẫn luôn được cho là kiếm được rất nhiều tiền, có nguồn thu nhập khủng. Thậm chí nhiều tin đồn cho rằng cô đã đổi đời nhờ làm sáng tạo nội dung, từ cô gái nghèo trở thành nữ triệu phú tự thân. Đúng là Lý Tử Thất cùng với tiếng tăm của mình đã kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng con số lên đến hàng tỷ nhân dân tệ này tất cả đều đổ về lợi nhuận của công ty.